Chào các bạn nhé. Bây giờ là buổi chiều của Anh Quốc. Tôi đang đi ra ngoài. Mình đang đi ra ngoài, mình mua chút đồ ăn cho nhà. Mình có bạn Long. Bạn Long ấy. Đấy, đây bạn Long này. Bạn Long gọi là bạn ấy ở Tích Cả Hầm. Này Long ơi, nhìn quay này. Đấy cái này nhá. Đấy, em đi phía anh lùi lại cơ. Đúng đóng mày. Hello. Đấy. Hay đấy. Ok không? Ok lắm. Rồi đi. Này, đi ngang này. Đi ngang này mới đẹp rồi. Ừ, đi ngang này đẹp lắm. Giờ tôi đang đi trên một bãi cỏ, sau đó tôi đi ra Option để mua rau. Hiện nay là vẫn còn lockdown cho nên là đi ra ngoài là mỗi người cách xa nhau phải 3 mét. Mình cho các bạn xem phong cảnh của Anh Quốc. Đây là xe bus. Ở Việt Nam chắc không có xe bus đâu. Mày màu đỏ đấy. Ok lắm. Chưa. Đây rồi. Cầm quay đó. Mình đi ra Online để mình mua thì là về mình nấu cái món bún cà rốt phi Hải Phòng. Có này ngon lắm các bạn. Mua những cái gì? Thì là hành lá, bắp sừng, bắp cay để làm cái sắp tế. Bún cà rốt phi Hải Phòng này là phải có sắp tế ăn thì mới ngon. Ngon lắm các bạn. Thời tiết rất là đẹp ở Anh Quốc. Ở ngoài đường thì ở Anh Quốc thì thông thường là ngoài đường thì sẽ có rất nhiều ô tô và đi bộ. Tắt nhá. Tắt thì bấm hai cái là tắt. Đây rồi. Hai các bạn nhé, và bây giờ mình đã đến Option. Option này thì nó là cái shop của người cổ. Nó không giống như là một cái cửa hàng bán tạp hóa của ngoài chợ mình ấy. Tôi mua hành thì là thích min anh. Min đây. Không min này. Ok đó. Mà không có option đỏ. Có sừng đỏ rồi vào Tesco. Chúng ta quay một loạt cái chạy đi này nó đẹp. Ừ, đấy đi đường đi. Đi xa tí, xa máy tí nữa. Không phải đi xa đâu. Không có thì mua cái này thôi. Mua. Đi vào đến nơi thì anh. Đây rồi. Đây là một cái quầy bán thịt lam của người Thổ. Thịt lam là chúng mình gọi là thịt cừu. Yes. Này là cái shop này gần nhà ấy. Mình vẫn rất thèm thịt cừu nên mình cứ ra đây mình mua về mình thử bữa nào. Yeah please. Yes, live small. Mình mua về mình tự nướng ở nhà, chứ bình thường mà đi ra ngoài mà ăn cái làm nướng này thì rất là đắt tiền. Các bạn hiểu không? Các bạn hỏi quay bên trong thì người ta
đây đằng sau này đã có một cái kho lạnh chứa thịt nguyên con, hàng ngày người ta mà xẻ ra người ta bán. À, hai anh em mình là Mr. Dũng, còn đây là Mr. Long. Long chào khán giả trường quay nhé. Chào các bạn. Đấy, hai anh em đi chợ mua rau về rồi mua thịt, thịt lam về để nướng. Quay. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? 5-6 giờ, 6:10. Trời ơi, nắng rất là đẹp. Cái không khí rất là tuyệt vời. Giống như buổi Sài Gòn tầm tắt nắng. Thời tiết đẹp lắm. Cái là không được đi chơi. Bình thường nếu mà không có Covid này là tầm này là bọn tôi đi hồ bơi, đi bơi, đi sông hơi. Chiều về đi phấp uống bia. Cuộc sống Anh Quốc đơn giản lắm. Mà bây giờ Covid rồi không đi được, cấm hết. Không đi đâu. Chỉ ở nhà ăn cơm xong rồi tối đến ngồi xem phim thôi, không có một hoạt động văn hóa văn nghệ nào cả. Bạn ạ, đây là khu nhà mà tôi ở. Các bạn thấy không gian có đẹp không? Tôi thấy là quá đẹp đấy, chứ không phải đẹp. Đẹp. Neighbor của tôi ấy. Neighbor của tôi quý tôi như mẹ. Neighbor của tôi như mẹ.